chú còn sống không sao không thấy ra clip nữa. Sống chứ con, trời, thằng quỷ nhỏ này. Hôm giờ do chú bận làm bài thi ở Malaysia cho nên chú không có quay clip được. Thì hôm nay chú về là chú quay lại cái quá trình chú đi thi cho con coi nha. Đó, thì cái bài thi này là người ta gọi là môn Mixed Media, tức là gồm tất cả các kỹ thuật nail gộp chung lại với nhau tạo thành một cái tác phẩm bài thi. Đó, hình ảnh người mẹ đang bán trái cây mà vẫn cho con bú được, đó, rất là tinh tế luôn. Đó, thì bây giờ chú sẽ bay qua Malaysia và nộp bài thi ở bên đây. Sau đó mình sẽ chờ đến cuối giờ để đọc kết quả. Đối với một thí sinh khi tham gia bất kỳ cuộc thi nào thì điều đầu tiên mình cần vượt qua đó là bản thân mình. Tại vì khi mình thất bại càng nhiều thì nó sẽ giúp cho mình mạnh mẽ hơn, tự tin hơn ở những cái lần thất bại tiếp theo.